Chào các bạn, hôm nay cuối tuần Kimberly không có nấu ăn. Bữa nay mình ăn crawfish nha. Đi chơi sáng giờ nấu ăn gì? Đâu có thể bây giờ đó nấu ăn. Bữa nay mình ăn đồ Cajun food của Louisiana. Từ Louisiana ha, Cajun food. Và bữa nay mình ăn này. Beer. Có beer. Mới mua về còn nóng hổi đây. Trong này có tôm với cua snow crab. Snow crab là con cua tiết hả? Con cua tiết. Đang bữa nay mình ăn cái này nha. Maybe we should put it out, huh? Bỏ lên đây, huh? Đổ lên cái tray, huh? Ừ, đổ ra đi. Đổ ra. Put on the tray. Oh, what is it? Oh, nó làm đổ hết rồi. Này gì vậy? Butter, garlic butter. Garlic butter ở thêm mà. Okay. Vậy mình đổ nó ra đây đi cho nó dễ ăn. Nóng. À đây là cặn cua, này là cua snow crab. À, cua tiết á, ôi văng ra ngoài luôn. Tôm. Để đi mát thì đứng ngoài mát. Đây, nó có bắp nè các bạn, bắp với khoai tây á. Khoai tây loại cái loại đỏ đó, sausage xúc xích đó, cái này mua ở Crab Station. Cái tiệm này bán ngon ở Texas, cái tiệm này bán ngon. Kimberly hay ăn chỗ đó nè. Cái chân cua nó bự rất lớn luôn. Cái này là snow crab cua tiết á. Kimberly thích ăn với cái sauce cay nè. Cái sauce nó gọi là sazen sauce cay. Sazen. Sazen. Đây. Kimberly mở cái này thử nha. Kimberly mời các bạn nha. Nhâm nhâm. Ngon quá. Làm bia hả? Ăn này uống bia. Cái này là cái bia này mới ngon. Này chấm với cái sauce. Em lấy cái sauce nữa. Ngon thế không? Cái là đòi ăn nó đi mua đó. Cái là đòi ăn nó. Cái sauce này cay nhưng mà ngon ha. Cay. Cay không nãy rồi. Nãy mình kêu chị không cay đó. Cái just the sauce. Cái này cay. Cái này là tôm. Tôm mà còn có vỏ nè. Tôm có đầm. Mình làm cái sauce ít thôi nữa cay lắm. Chấm cái sauce ít. Cái này là thêm garlic butter này. Cái này that's spicy không? That's one spicy. Còn không có spicy con này nè. Chấm con cẩn thận. Kimberly không biết ở Việt Nam có tiệm này hay chưa. Nhưng mà cái này ngon lắm. Chắc có rồi bé. Thức ăn này from Louisiana. Cajun food. Tôm là tươi. Nên thích ăn này. Sausage. I don't like the sausage. Này khoai tây nha. Khoai tây chấm với cái sauce. Cái rồi chai quá, cái này vừa ăn rồi. Tới cái mùa con tôm hùm đất á, Kimberly sẽ làm cái món này.
Mùi này không phải mùa Crawfish làm nó sẽ không ngon. Kimberly làm món này cũng ngon lắm á. Tự khen tao. Không, mình tự tin. Ủa, mà ăn rồi mà ngon không cái nào? Ai make it ngon không? Mẹ make á. Người ta cũng secret recipe à? Này cay thiệt á, nhưng mà rất là ngon. Cái này người nào ăn cay được không? Mình thấy ngon. Người nào ăn cay được thì thấy rất là ngon. Người nào không ăn cay được thì khóc. Hay là cái bia nè. Cái bia này, loại này nè, Modelo. Bia này nhập ha. Vậy mình xài với cái sauce này với chanh. Này cái gì đây? Chamoy. Với chanh á. Kim Lê uống thử miếng nha. Kim Lê ít uống bia lắm. Phải pha với tahini này mới được. Bỏ bột tahini này vô nè. Chỉ có khi nào ăn mấy cái này Kim Lê uống chút xíu. Bỏ này vô. Rất là ngon. Nó có thêm cái bột này nữa nè các bạn. Hay bữa nào Kim Lê làm một cái video chỉ các bạn làm sao pha cái bia này nha. Hết sảy. Uống hết sảy luôn, rất là ngon. Kimberly thường thường uống bia không vậy, không uống không được, nhưng mà pha vô vậy Kimberly uống thấy ngon. Ăn với đồ biển nè. Rất là ngon. Wow. Cái này không có thấy đâu kìa. No. Okay. Just have half. Cái này có thêm miếng cơm nữa ha. Ừ. Con không ăn mì. Ăn bánh sandwich ấy không ngon. Cái này chấm với bánh mì với cơm trắng ấy rất là ngon. Một cái nó đút cái ăn. Nóng quá đầu cháy mồ hôi luôn. Cay quá. Cay quá chứ. Cái crab nó ngon không? Ngon không kia là. How is the crab? Ngon hả? Cua ngon. Thấy bữa nay thấy lớn á. Con cua bữa nay thấy lớn à. Mỗi bữa mua nhỏ. Mấy cái đồ kẹp cua nè. Không, hôm nay cái tôm này em mua là có đầu ăn ngon hơn. Cái đầu không có đầu. Có đầu ăn ngon hơn là tôm không có đầu. Người Mỹ họ không có ăn tôm có đầu. Người Á Đông mình thích ăn tôm có cái đầu. Cảm quá. Vậy ăn dễ hết hả? À, nói mình chưa uống cái mà ta. The original is not spicy. The sauce is more spicy. Được không con? Wow, cái này nó hơn một cái găng tay mình luôn. Nó cho con miếng butter. Garlic butter à hả? À là ba phao tôm hả? Ba phao tôm với cái gửi tôm. Cái này chắc cũng ký cua hả? Hai cái này ký cua. Dạ, lớn lớn. Mà how much? 75. Ký gửi tôm với một ký cua cua tiết nè. Mà $75
là nhiêu tiền Việt Nam ta? 75 đô hả? Chắc chừng 2 triệu hả? Ở chừng 2 triệu hả? Kimberly không rành lắm. Mà 75 đô á. Mùa đông không có con tôm hùm đất nó đông đá không mà, ăn không có ngon. Mùa tươi mùa tươi mới ngon. Mình chặt thêm 10 đồng á. Quán sao mấy tin? Đi từng quán sao? Nó quên không? Lấy cái chén đi mẹ lấy cho. Mẹ lột cho. Nó nói này không cao mà sao trái vậy ta? Not that spicy. Where the bowl? Get the bowl. Rồi, go. When I done, I will call you. It's spicy? Vừa ăn vừa hết hà. Mấy ngon. Khai là giỏi hả ta? Khai là ăn cay dữ hả ta? Là không biết cay à. Gái nó mắc cỡ, nó trốn. Nó không thích lên lên YouTube. Ông Minh. Oh my god. Chào. Thời bữa này mua về nhà ăn là cho ăn phòng. Biết đâu người làm tay mình là sao? Trời, trời kêu biết đâu. Sao không biết được? Rõ mà gặp người làm mà bệnh thì trời kêu thôi. Nó ngoài ý muốn là ai biết được. Trời kêu ai nói dạ. What's the name? Menchilada. Ừ. Của Mỹ à? Menchilada. Cái bia. Nó gọi là Menchilada. Đó đi uống không? Ăn ở Cotton Town mình thấy vậy. Hồi xưa lúc trước đi ăn ở chỗ cái nhà hàng cái tàu á của người Mỹ á, họ làm cái menchilada này ngon lắm, cái về phải tự làm ra, bây giờ rất là ngon, cần phải lại đó uống. Mình làm theo ý mình nó ngon hơn. Này á hả, cái ly á các bạn phải để cho thiệt là lạnh, nó để trong tủ đá cái ly á, cho nó đóng đá lên rồi các bạn đổ cái bia vô. Ừ, vậy mới ngon. Là nó càng nó còn ngon nữa. Ngon hơn nữa. Mà uống ly cao su này không có ngon. Vậy. Uống chứ. You have a big glass. Uống vậy đỡ thôi. Nó không phải để trong tủ lạnh. Ừ. Đâu không? Bỏ tủ lạnh cho nó thiệt là lạnh cái ly lên á, bỏ bia vô uống mới ngon. Ok Ethan. Mẹ lột cho ăn chén rồi đó, ăn đi. What kêu. Tại nãy em mới ăn súp măng cua. Hơi no. Trời quá, hai bên mép muốn phỏng hả? Đổ mồ hôi chén. Đổ mồ hôi đầu. Nè con ăn đi. Wait, hold on one more. Let me give you one more. Get the fork.
you wash your hand often? Mm-hmm. Yeah. Ăn đi con. Want this? Potato? Yeah. Quay tay hả? Nào, nè bẻ ra cho. Nói sao? Thảo quá. Bắp nè. Hôm nay sẽ ăn bắp. Bắp thì ngon. Ngọt. Bắp ngọt. Bỏ cái sốt lên. Can I have a piece of paper towel? Trời, đâu anh, giấy cuối cùng. Ăn này mép xì quá. Ui, hai cái môi nó phỏng, mép phỏng hả? Hai cái môi mép. Trời. Hấp thân. Ừ, chắc đã đầy đủ rồi. Chào quá. Con này is that one. I mean, maybe it's not good one. À, vừa nói cho anh thấy này. Không, con này chắc nó bị con gì kẹp chúng nó thôi. Chứ cái khúc này cũng dai nè. Con gì kẹp nó chết rồi, con gì kẹp nó nữa. Nó bị frozen hả? Quá. Bị dập á. Bị dập thôi. Con gì kẹp. Ai biết. Nghĩa là con gì kẹp. Nè thôi lắm. Ăn nó không? You want more shrimp? Ăn không mày lọc chứ. Quán muốn đổ ra đây nó mau nguội ha. Mình để ăn bọc thì nó lòng. Cái này nó ngon. No quá. Người nào thích ăn đồ biển thì ăn thích ăn cái này. Người không thích ăn đồ biển. Thôi thua. À, có người đậu hàng rồi. Nè có. But getting spicy is kicking slowly. Nó thấm từ từ á, nó thấm từ từ cay. Cứ vô chịu không nổi. Cay quá. Ơi giời ơi. Uống miếng cho dễ tiêu. Wow, ngon ta, nó coi. Wow, cái này. Ăn này cay quá khô chịu nổi. Nguyên miếng càng cua. À. Dạ. Ăn cay quá khô vậy. Ăn miếng cho xem nào. Ăn miếng cho. Ăn. Nhâm nhâm nhâm. Wow. Mặn hả? Sao tí? Ôi xin đấy. Con ăn nữa không ăn nữa để là ngày mai ăn. You want to save it for tomorrow or you want to eat it today? You sure? Ăn ngon thì cứ ăn đi. Chừng ăn không hết thì để ngày mai. Để ngày mai sợ nó không ngon. You done? Ôi vậy thôi. Hết cua đi. Con nói mặn. Thôi để ngày mai nha. Ngày mai sẽ hết ngon rồi. Maybe. Well, put it back in the container. No, nấu nữa. Có cái gì? Ăn một chút. Ok, ăn que nữa ha. Rồi, ăn que thì còn nhiêu để lại. Nhiều quá ăn hết. Ăn gì là xong. Cái là nhiều rồi con. Chắc cách một hai tuần lẫn gái đồ ăn này nè. Nhỏ đâu ăn được đâu. Lớn được ăn. Hồi nhỏ không biết ăn, lớn là biết thử nhiều thức ăn khác nhau. Nhỏ ăn sao bị dị ứng. Nhỏ ăn sao bị dị ứng.
Dạ, ăn bị dị ứng thì xích thuốc à con? Hả? Buồn ngủ. Nó ăn tới nó buồn ngủ luôn. Ăn no quá buồn ngủ gì? Are you serious, Kayla? Hồi tối con ngủ mấy giờ? 11 giờ? Are you sure? Ngủ tới sáng luôn hay là thức dậy nửa đêm? Thức dậy 6 giờ đâu phải là nửa đêm. 6 giờ là sáng rồi con. In the morning. Nửa đêm là maybe 1-2 midnight. Okay. Thức dậy 2 giờ nên ngủ tiếp phải không? Tới 6 giờ thức phải không? Rồi 6 giờ thức làm gì? Hả? Hả? Lấy nước uống rồi ngủ nữa hả? Ngủ tới mấy giờ mới thức? Hồi sáng mẹ đi. Thức dậy 11 giờ sáng thức. Thức dậy là chơi game phải không? Ngủ nữa. Ôi mày. Rồi không ăn luôn. Tới giờ mới ăn. Trời. Ngủ là khỏi ăn ha. Ngủ no rồi, đúng không? Vậy giờ ăn bù, ăn giờ ăn nhiều quá cái buồn ngủ nữa, ăn xong lại lên tắm rửa đánh răng ngủ tiếp đúng không? Ừ. Trời, sung sướng. Ủa, tomorrow is Monday, không đi học. Không. Ngày mai học rồi. Rồi vậy thôi, ăn xong rồi đánh răng tắm rửa. Get ready for tomorrow, mới học, phú nữa. Mặn hả? Thấy chưa mẹ nói mà. Ai đổ cái sauce này vô đây. Đó. Bữa tối của gia đình Kim vậy đó là xong rồi. Hi Kim Lee, chào các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn video kế tiếp. Bye bye, see you next time.